Xin chào tất cả anh em nghe anh em. Ốc bẩn nghe anh em. Ốc bẩn hàng xé bịch mắt tinh da băng nghe anh em. Anh em Tết dọn xe bao đẹp. Ốc bẩn này nó không có bóng hới mà nó hơi có sớ anh em. Nó bóng mà nó có hơi sớ nè anh em thấy không. Tay em dầu nhớt anh em thông cảm ha. Một bộ của nó đây em bán là một bộ bốn cái con ốc như vậy nè, bốn con ốc bẩn nè. Hai tem, một bên tem là ốc nè. Vít Bắc Yếm nè của Honda Việt Nam. Còn bên đây là để là đóng là Made in da băng nè, còn cái mã này thì em chịu thua, em chẳng có biết nó là cái mã mọc gì đâu anh em ơi. Em chỉ biết em bán thôi. Đó. Mình không có chuyên môn trong lĩnh vực này anh em ha. Bốn thùng và bốn con nha anh em. Một bộ của nó là bao gồm là một bộ của nó bao gồm cái con của nó nè, con là Made in Thái Lan nha anh em, con Made in Thái Lan. Thùng của nó nè, thùng là cũng Made in Thái Lan luôn nha anh em nha. Đó, một bộ bốn ốc bẩn, bốn thùng bốn con. Bữa nay em báo giá cho anh em luôn đó, 450.000 bộ. Ở đâu bán giá làm sao em không biết nha anh em, nhưng mà em báo giá trực tiếp cho anh em luôn nè. Khi em giao cho anh em là ốc nằm trong bịch như nghe anh em nha. Bốn ốc quý vị nè. Bốn ốc bẩn. Đó. Bốn ốc bẩn. Chuẩn hàng xé bịch Made in da băng nha. Bốn cái thùng, bốn cái con. Đó. Là một bộ là 450.000. Còn anh em mua lẻ. Anh em mua lẻ em báo giá với anh em luôn nè. Nói chung á, thị trường này á, mua bán là có cạnh tranh nhưng mà em không ngại đâu. Đó, anh em khác bán sao kệ người ta. Anh em mua lẻ thun con đồng giá một cái 20.000 nha anh em nha. Thun với con đồng giá một cái 20.000 anh em mua lẻ. Thun với con đồng giá một cái 20.000. Ốc nè. Ốc em bán lẻ nè, 290.000 bốn con vậy nè. 290.000 bốn con vậy nè. Còn xé lẻ anh em cứ chia nó ra cho em. Rồi chào anh em nha anh em. Cái gì?